Thưa quý vị và các bạn, nhằm lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè tại các tuyến đường khu vực chợ Châu Đốc, Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A phối hợp đội quản lý trật tự đô thị thành phố ra quân lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè tại các tuyến đường khu vực chợ Châu Đốc, phường Châu Phú A. Theo đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, bày bán hàng hóa, mái che, dù bạc, di dời bàn ghế ngoài vạch kẻ quy định dành cho người đi bộ, bán hàng rong trong lòng đường đô thị, trên vỉa hè và các hành vi xả nước thải ra mặt đường, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, rao vặt, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kiên quyết xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm, chây ì, tái lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Cùng với việc ra quân xử lý về vi phạm trật tự đô thị, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân. Từ đó, người dân cũng đã tự giác khắc phục các vi phạm. Qua đánh giá quá trình ra quân lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè tại các tuyến đường khu vực chợ Châu Đốc, đa số người dân đều đồng tình ủng hộ và chấp hành. Lòng lề đường vỉa hè đã được dọn dẹp thông thoáng trật tự hơn, các hộ kinh doanh đã nghiêm túc chấp hành, chủ động sắp xếp hàng hóa, tháo dỡ hàng rào, biển quảng cáo, mái che lấn chiếm hành lang vỉa hè, đảm bảo vệ sinh môi trường mỹ quan.